Chào cả nhà, mình là Tofu đây. Hôm nay Tofu sẽ đem tới câu chuyện một anh chàng luật sư trẻ vừa cứng nhắc vừa bảo thủ sau đám tang của bà nội. Cậu bị ông nội bắt đi du lịch, ông nội còn điên cuồng phá hỏng đám cưới của cháu trai và lại một lần nữa hưởng thụ niềm vui làm bố. Bộ phim có tên là Dirty Grandpa. Bà nội của Jason mắc bệnh qua đời. Trong tang lễ, Jason gặp lại người em họ tóc xoăn. Hành vi bất thường và bẩn thỉu của cậu em đã làm cho Jason ghét bỏ. Một người cứng nhắc tuân thủ quy tắc, còn một người cộc cằn nói năng thoải mái. Tính cách hai anh em trái ngược nhau. Ông nội tiếc triều mến hôn tạm biệt người vợ đã mất, phát hiện cháu trai Jason ngồi bên dưới đang bàn chuyện hôn lễ với cháu dâu tương lai Meredith. Trong khung cảnh như thế này, hai người còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác được. Bên ngoài ông nội bình tĩnh không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Là một người đàn ông thì phải mạnh mẽ, nhưng anh lại rất nghe lời cô. Sau tang lễ, ông nội biết nói bằng lái của ông đã bị mất. Ông bảo Jason chở ông đến Boca Raton ở Florida. Con trai ông nói với ông rằng Jason bận công việc, lấy lý do chuẩn bị hôn lễ để từ chối. Nhưng ông nội mặc kệ mọi lý do, bắt Jason phải đưa mình đi. Cười nói chuyến đi này chỉ có 2 ngày. Nhìn vào ánh mắt của ông nội, Jason liền đồng ý. Cậu hứa với Meredith khi đến nơi sẽ gửi định vị cho cô. Trước khi Jason đi, Meredith đã đổi xe cho cậu. Jason không còn cách nào đành phải lái chiếc xe màu hồng của vợ đi. Vừa bước vào nhà ông nội, bắt gặp cảnh tượng khiến Jason giật mình kêu lên. Cậu vội vàng đi ra ngoài. Đây mới là ngày thứ hai bà nội qua đời. Lẽ nào ông nội không kiềm chế được như vậy? Để bảo vệ sự tôn nghiêm của ông, Jason không dám nói gì, chỉ có thể chuyển qua chủ đề khác. Ông nội cầu nhau nói đừng nghe theo sự điều khiển của bố con. Cứ như vậy, hai ông cháu lái chiếc xe màu hồng đi đến Florida. Giữa đường khi dừng lại dùng bữa, Jason vẫn xử lý công việc và nói với ông cậu có thể trở thành một luật sư đều là nhờ sự dạy dỗ của bố. Ông nội hỏi Jason không phải từng thích làm nhiếp ảnh gia sao. Jason nói sở thích cũng không thể thành cơm ăn. Hiện tại thu nhập cậu rất ổn định. Ông nội nghe xong không nói gì nữa, bảo Jason thanh toán. Còn ông đến cửa hàng gần đó mua rượu. Có vẻ so với sự nghiệp của cháu trai, ông nội càng để tâm đến cuộc sống hạnh phúc của cháu mình. Trong quán ăn, Shadia bạn học cũ hồi học nhiếp ảnh của Jason nhận ra anh. Shadia đến chào hỏi Jason, nhưng cậu tưởng là phục vụ đến thanh toán. Điều này làm Shadia rất mất mặt, nên cầm tiền cùng bạn cô Lenore và Bradley. Sau đó chạy đi. Jason cuối cùng để ý kỹ mới nhận ra Shadia. Ông nội nhìn thấy liền trêu chọc cháu trai. Ông tự nhận mình là giáo sư. Lời nói và hành động phóng túng của ông khiến Lenore rất thích. Jason bị ông nội đưa đi đánh golf. Người ông nội không chút quy tắc trên sân golf tán tỉnh về bạn các cô gái. Ông ta hướng dẫn Lenore đánh golf. Đó là cuối cô đẹp nhất trên sân, giành được cảm tình của cô nàng. Sau đó nghe thấy Jason gọi mình là ông nội, ông phi cây gậy sang, nói với các quý cô Jason là một kẻ tội phạm hiếp dâm đê tiện. Sau đó, mặc dù Jason cố gắng giải thích, nhưng các quý cô vẫn tin lời ông nội. Đối mặt với hành vi điên rồ và hạ lưu của ông nội, Jason cảm thấy bất bình. Ông liền nói ta đã kìm hãm 15 năm nay. Kể từ khi bà Jason bị bệnh, ông ta đã không thể hiện được bản lĩnh bao năm qua, giờ ông đã tự do rồi. Thấy ông nội đang cáu, Jason cũng không nói gì thêm, rời khỏi sân golf. Jason nhận được cuộc gọi của Meredith. Anh đang ở đâu? Đi cùng ai? Làm gì vậy? Thứ sáu phải quay về để chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Đối mặt với những câu hỏi liên tục của cô, Jason giải thích ông nội đang ở bên cạnh không tiện gọi FaceTime. Meredith tức giận yêu cầu Jason tối nay phải đưa ông nội đến nơi, nhưng ông nội muốn làm gì liền làm cái đó. Jason chỉ có thể đi theo. Anh chỉ sợ không thực hiện đúng như lời của vị hôn phu được. Hai ông cháu ở trong tiệm đồ bơi bỗng nhiên hoảng sợ bị ông chủ vô tính Pam dọa cho giật mình. Ông chủ tiệm đồ bơi chỉ là lớp vỏ bọc của anh ta, nhưng khi Pam mở cánh cửa tủ nhỏ ra, bên trong chất đầy cocaine và chất kích thích. Có vẻ như hai bên sắp có một mối quan hệ sâu sắc. Sau khi đến bãi biển, có rất nhiều các cô gái nóng bỏng, làm cho đôi mắt của ông nội liếc ngang liếc dọc. Shadia cười với Jason. Đến bãi biển mà còn mặc áo len sao? Còn ông Rip thì đang bận bôi kem chống nắng cho Lenore. Sự xuất hiện của Cody đã phá vỡ bức tranh hài hòa. Nhìn cô gái yêu quý của mình bị tên già dê sờ mó, khiến anh vô cùng khó chịu. Anh động tay động chân với ông Rip, đẩy ông ta lùi ra sau. Jason nóng lòng rời khỏi đây. Rip nói ông ta vẫn chơi chưa chán. Ông dẫn Jason đến một bữa tiệc bể bơi của người trẻ tuổi. Sau đó hạ thuốc và cốc bia của Jason. Mọi người cùng uống bia. Jason sau khi dùng ma túy trở nên khác thường, khỏa thân nhảy múa. Đêm nay Jason quậy hết mình trong bữa tiệc. Không ngờ rằng một người có quy tắc như Jason đã bị hủy hoại bởi ông nội háo sắc và lỗi lăng. Ngày hôm sau, Jason và thằng em cùng tỉnh lại trên bãi cát. Meredith tiếp tục tra hỏi Jason. Anh xấu hổ mà giải thích, nhưng cách nói hơi lạnh nhạt khi gọi FaceTime với người nhà. Jason chạm trán một đứa trẻ. Cậu nhóc túm lấy Jason không chịu buông. Bố phụ cậu nhóc xông lên đánh Jason vì cho rằng anh lạm dụng con trai mình. Jason đáng thương bị đem đến đồn cảnh sát tra hỏi. Đương nhiên khó mà giải thích được. Anh còn bị hai người cảnh
cảnh sát sỉ nhục cậu em họ buôn ma túy của Jason bị bắt. Nhà tù này là nơi ra vào quen thuộc của cậu ta. Cậu ta cũng có quan hệ tốt với cảnh sát, chỉ cần nói vài lời là được thả ra. Victor bảo lãnh cho cháu trai của mình. Jason mặc bộ quần áo yoga của nữ trông thật khôi hài. Jason thấy thích điên lên với ông nội. Hai người tiếp tục lên đường. Dick đưa Jason tới viện dưỡng lão nơi người bạn cũ Stinky đang ở. Nhìn thấy người bạn già sau một thời gian dài không gặp, người ông không kìm lòng. Ông ta nói với Jason, cuộc đời này ngắn lắm, phải biết tận hưởng cuộc sống, phải trân trọng tuổi trẻ, muốn làm gì thì làm những gì mà mình thích. Trong buổi party nhộn nhịp, Dick chơi trội lên sân khấu, chơi chống đẩy một tay dưới sự cổ vũ của mọi người. Còn Jason lại đứng biểu diễn những động tác khoe cơ bắp khỏe mạnh, nhưng lại bị Pam chơi chọc chẳng khác gì đang ị đun. Dick dùng một tay nhấc mõm cháu trai mình lên. Nhóm của Cody đi lên điên cuồng thể hiện. Thấy vậy, ông nội nghịch ngợm đã dùng máy đánh bóng đánh vào mặt Cody. Ông ấy còn nhân cơ hội này nói với cháu trai mình đã từng là lính đặc chủng. Buổi tối, Dick đưa Jason tới bar khi Meredith gọi điện tới. Ông nội lại không muốn Jason nghe điện thoại. Hai ông cháu ăn mặc đẹp phong cách, thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái. Cứ như vậy cùng với Sadia quẩy tung nóc. Sau đó đám côn đồ đến gây phiền phức cho Bradley. Dick không thể trơ mắt đứng nhìn. Mấy ông già còn hẹn đám thanh niên đi đánh nhau. Chuyện này thật là kỳ lạ. Jason vô cùng lên án hành động của ông mình. Sau đó ở bãi đổ xe, Dick đẩy thằng cháu ra cho nó lãnh trọn một cú đấm. Còn một mình ông ta đánh sấp mặt bọn côn đồ. Đối mặt với ông già đáng sợ kia, đám côn đồ không thể không sợ. Nhưng trước khi đi còn quay lại gầm gừ đe dọa. Chuyện này chúng ta chưa tính xong đâu, đập đá nhảy nhót đánh nhau, những chuyện này Jason chưa bao giờ thử qua. Chỉ trong một đêm, Dale đã được ông nội dẫn đi trải nghiệm. Ban đêm còn ngủ cùng ông nội. Ông nội không chỉ ngủ khỏa thân, đã thế còn quấy rối cháu trai để thể hiện bản thân vẫn còn rất phong độ. Ngày hôm sau, Shadia dẫn Jason tới buổi tụ tập của hội đam mê nhiếp ảnh. Hai người đang chuẩn bị thân mật thì Shadia nhận được cuộc điện thoại của Bradley nói Dick và Leno bị đám côn đồ tối qua hẹn đánh nhau. Jason, Shadia và Leno đi tới địa điểm hẹn đánh nhau, vừa phá cửa đi vào mới phát hiện Dick đã sớm làm bạn với đám người đó. Jason thực sự hoài nghi không hiểu ông nội mình là người như thế nào. Ông nội đã là tầm này tuổi rồi nhưng lại sống như một người hùng trong mắt mấy thanh niên. Cody mặt mũi sức sẹo từ từ đi tới sau ông nội lấy trộm căn cước công dân của ông ta. Anh ta giấu cần sa trên túi áo khoác của ông. Nhìn thấy ông nội tràn đầy sức sống như vậy, nội tâm đã ngủ yên rất lâu của Jason dường như đã được đánh thức. Anh ta hình như cũng đã tìm thấy một con người khác của bản thân, hay là một bản năng khác của con người. Trong lòng Jason hiểu rõ, nếu như không đi theo con đường đã định sẵn, cuộc sống bình yên của anh ấy bây giờ sẽ vô tình bị phá tan. Tiếp cổ vũ cháu trai mình hãy phá vỡ mọi thứ ràng buộc bản thân, cổ vũ anh hãy hẹn hò với cô gái mà anh ta thích chính là Shadia. Nhưng Jason lại quay người bỏ đi đến phòng của Leno và các cô gái. Cody lật tẩy thân phận thực sự của ông nội Dick. Bọn họ thật ra không phải là giáo sư gì cả, mà Jason tuần sau cũng sẽ kết hôn. Shadia không kìm lòng được mà rơi nước mắt, không hiểu nổi vì sao Jason phải nói dối cô. Còn Leno lại muốn cùng với ông nội Dick làm rõ mối quan hệ. Cody đã báo cảnh sát. Đối mặt với người đồng nghiệp cũ lại một lần nữa bắt giữ Jason. Jason một lần nữa đến đồn cảnh sát, vẫn là bộ quần áo tấu hài đó. Anh ấy biết được giấy phép lái xe của ông nội không bị thu hồi. Chuyến đi này quả thật đã làm đảo lộn cuộc sống của bọn họ, khiến cho Jason hoàn toàn thất vọng. Ông nội đánh trúng chỗ hiểm của Jason, nói với Jason đừng kết hôn với một cô gái mà mình không yêu, sống cuộc sống như những cái xác không hồn. Nhưng Jason lại nói với ông nội những lời rất khó nghe, hy vọng ông nội đừng có xuất hiện trong hôn lễ của anh ấy. Sau đó tự mình lái chiếc xe màu hồng xinh xắn trở về bên vị hôn thê của mình. Vị hôn thê nhìn thấy vết thương trên mặt của Jason, nhưng cô chỉ lo lắng vết thương trên mặt như vậy sẽ khiến hôn lễ không được hoàn hảo. Jason như cái xác không hồn cho đến tận ngày hôn lễ. Sau đó cùng với Meredith hát mừng trong hôn lễ. Chiếc màn hình lớn phía sau Meredith hiện lên những hình ảnh Jason đang vui chơi thác loạn ngày hôm đó. Những bức ảnh ghi lại một mặt khác của Jason. Lúc này Jason đột nhiên nhận ra rằng đúng mà, anh ấy nên sống thật với chính mình mới đúng. Nhưng những người tham dự hôn lễ không nghĩ những bức ảnh này đều là do ông nội chú rể tung ra, khiến cho Jason vẫn còn đang do dự có nên rời xa Meredith hay không. Meredith lại không có chút kinh ngạc nào, bởi vì cô ấy đang quen với Pam, em họ của Jason. Ông nội Dick đang đợi Jason ở bên ngoài. Với sự giúp đỡ của Pam, họ lên chiếc xe tải chở kem đến đường cao tốc. Trên đường đi vì vượt quá tốc độ nên đã bị một chiếc xe tuần tra cảnh sát đuổi theo, biến thành một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Jason cuối cùng cũng đuổi theo được Shadia để tỏ tình với cô. Đây mới đúng là cuộc sống mà anh ấy mong muốn, người con gái mà anh ấy cần. Cái kết của bộ phim là sự khúc mắc giữa Dick và con trai mình. Hai bố con cuối cùng đã xóa được hiểu lầm và làm lành với nhau. Ông nội tay trời Dick còn lấy được lòng cô gái xinh đẹp. Một năm sau, Jason và Shadia còn được làm cha mẹ đỡ đầu của chúng mình. Ông nội quả thật là gừng gần già càng cay, nhưng tính cách ông vẫn như trước, một lão già không đứng đắn. Với sự diễn xuất của Robert De Niro trong vai diễn ông nội dê già chơi bời, vừa háo sắc lại lỗ mãng, lúc còn trẻ tham gia đội đặc chủng nên rất
rất hiếm có thời gian ở bên gia đình và con cái. Về già sau khi mãn tăng vợ, ông đã phá vỡ mọi quy tắc cuộc sống của cháu trai để cháu mình có thể được làm chính bản thân mình. Nếu mọi người cũng có ông nội không tuân theo bất cứ một quy tắc nào như vậy, bạn có muốn cùng ông nội mình làm thành một đôi bạn không? Được rồi, câu chuyện hôm nay tới đây nhé. Nhớ đón xem những video tiếp theo của Tofu nha.